Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Solo Bơm Hạnh. Hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2021 mà mình đang có mặt tại Chư Quyên, Ehu. Mình lắp một cái hệ bơm nước năng lượng mặt trời ba ngựa nha các bạn, gần ba ngựa này, chạy với hiện tại là 9 tấm pin, đang chạy với 9 tấm pin. Đây 9 tấm pin mình lắp ở trên máy đây mà, là thay làm thay cái mái che luôn á, làm ở mái che luôn á, pin thay mặt kính nha. Bơm bây giờ đang chạy rồi. Bơm nãy bỏ mấy mét? Đâu biết đâu, nửa cuộn ống nè. Nửa cuộn á hả? Nửa cuộn hiện tại chắc cũng khoảng tầm hai mấy mét, 30 mét thì ha. 30 mét á. Đây, nước nó ra. Ống này ống 40 nha mày. Giếng mới luôn ha. Giếng mới. Giờ lúc 4 giờ 15 nha các bạn. Trời yếu rồi nha. Trời yếu rồi đó. Kêu chú Tòng qua coi ổng diệt hay không chứ. Hả? Giờ ổng diệt cái bơm hay không, còn mấy kia chứ. Ủa quên, nó hôi gần mà hả? Tính rửa tay mà hôi nghe nè. Người cái nước đi, anh chạy lên kêu ông ra người nước đi. Chúng ta để nghiêng nghiêng về nó mới ra, nó nhìn nó đã hơn chứ. Đúng rồi. Đúng không? Thôi kệ bà, ở quán rồi. Để ủa sao nãy ông thả sao là để gần tới bơm qua cái hồ. Rút lên miếng bỏ qua vừa đủ hồ luôn, mắc gì mà thả sao vậy? Không bơm được. Hả? Ồ. Này. Ta để nằm ngang ngang cho nó nhìn nước nó đẹp. Vào lúc 4 giờ 20 mình đang chạy 9 tấm pin, lẽ ra là chạy 8 tấm nhưng mà do nạp có một cái bình mà 2 tấm thấy uổng quá nên để có 1 tấm để nạp bình thôi. Còn lại để chạy bơm cho nó khỏe. Đó. Bơm này bơm 2007 nha các bạn, bơm Senko 2007 nha, bơm của Nhật. Ừ, nãy ông buộc hấp xuống xíu là được rồi. Chi làm vậy chưa cực kìa. Gãy ống giờ. Ok mở đi. Ok gọi ông đi. Anh lực sĩ. Đây cái giếng này. Nước thơm quá mà. Ở đây chú Tòng là người từ Lâm Đồng sang nha các bạn. Chú Tòng từ Lâm Đồng sang để trồng vải. Chú không thu mua vải đâu, các bạn có trồng vải thì cứ việc trồng thoải mái, chú mua hết. Đúng không? Thu mua vải hết. Đây cái giếng đây. Bơm rồi nhưng mà không nghe nó kêu gì hết, chứng tỏ là nó không có tuột. Không có tuột nước. Pin bỏ trên máy làm máy che luôn các bạn, tận dụng cả hai luôn. Còn kia mình cố định nữa là xong, khoảng tiếng nữa là xong á anh Long, tiếng nữa là xong là mình rút luôn. Được. Tranh thủ tiếng nữa là phải xong hết mình rút luôn. Được. Hả? Được không? Bên kia còn làm gọn dây lại cho ổng nữa. Ừ nó vậy đó. À. À. Hồi nãy á, anh để cao cao lên xíu để ông bơm vô cái hồ này. Rửa miếng nước thì kệ nó hôi hôi chứ rửa giếng của ai bơm lên mình cũng rửa tay mà nó hôi thiệt. Chúa thiệt. Đó. Đó. Ở ngang nhìn thấy nó bắn xa hơn. Bản nhìn đẹp mắt hơn. Ừ. Rồi kêu vào cần câu cũng xấu. Xấu tiên nước.
so với cái bơm kia nó hơn phải không? Do mực nước này nó cạn hơn á chứ. Chắc vậy, do mực nước cạn hơn. Bên kia sông hơn nên nó yếu hơn. Ủa lúa này là của chú Tòng luôn á hả? Nay mai chú còn lắp thêm mấy cái nữa, 3-4 cái nữa là. Tại vì ổng tới hình như ổng nhiều đất lắm phải không? Nhiều lắm hả? Ngoài ngoài ổng cũng ổng luôn á hả? Ngay qua cái vườn điều này, giáp cái đối diện cái vườn điều này. Cái chỗ múc ở ngay đường á, cái vào đường ổng đào đi á. Của ổng luôn rồi á hả? Ổng trồng vải hết luôn á hả? Trụ ghê vậy. Mai mốt con lắp tiếp. Thấy vậy là cơ hội lắp nữa rồi đó. cứ lắp là lên nè. Bây giờ là lúc 5 giờ rưỡi chiều rồi các bạn. Bây giờ lúc 5 giờ rưỡi rồi. Trời thì tối thui rồi các bạn. Mặt trời xuống dưới bóng cây rồi. Cái bơm này vẫn còn đang chảy mà. Nó chảy nghe rồi á. Thôi, video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Tạm biệt các bạn nhé. Các bạn nào muốn lắp đặt bơm nước năng lượng mặt trời cũng việc liên hệ với Hạnh nhé. Số điện thoại mình đặt bên dưới. Cảm ơn. Xin chào, tạm biệt.